Bây giờ mình sẽ nhấn nút một là cấp độ 1, cái motor nó chạy chậm 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 vậy nha, nó chạy chậm. Nhấn nút nữa, motor mấy quạt chạy nên chạy nhanh hơn một xíu. Đó là mình nhấn nút thứ ba thì mấy quạt chạy mạnh, tốc độ 3 thì mấy quạt chạy mạnh. Chào các bạn đã quay lại kênh mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái mạch điều khiển động cơ DC với 3 tốc độ, như là cấp độ 1, cấp độ 2, này cấp tốc độ 1, tốc độ 2 và tốc độ 3. Nó giống cái mạch này, nó ứng dụng vô cái máy quạt. Nó giống như cái máy quạt mini mình cầm tay á. Máy quạt mình để cầm tay mình nhấn nút là nó sẽ tốc độ 1, tốc độ 2, tốc độ 3 và dừng. Ứng dụng mạch này là mình dùng IC 4017 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mô phỏng thử cho các bạn coi, rồi mình sẽ giải thích nguyên lý hoạt động của nó và từng chi tiết trong cái mạch này. Giờ mình nhấn bắt đầu nè. Bây giờ mình sẽ nhấn nút một là cấp độ 1, cái motor nó chạy chậm 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 vậy nha, nó chạy chậm. Nhấn nút nữa, motor mấy quạt chạy nên chạy nhanh hơn một xíu. Đó là mình nhấn nút thứ ba thì mấy quạt chạy mạnh, tốc độ 3 thì mấy quạt chạy mạnh. Cái tốc độ này thì mình 1, 2, 3 này mình tùy các bạn thích. Tốc độ 1 tốc độ 1 mạnh, tốc độ 2 yếu, tốc độ 3 yếu lần thì tùy. Nhưng mà mình thường thường là mình dùng tốc độ 1 là sẽ yếu, tốc độ 2 thì sẽ mạnh, tốc độ 3 thì mạnh hơn. Mình nhấn một cái nữa thì dừng. Đó, nguyên lý nó như vậy. Bây giờ mình sẽ nhấn lại nè, nhấn một, đó, máy quạt chạy chậm nè. Nhấn một cái nữa, máy quạt chạy nhanh hơn một xíu. Rồi mang đánh một cái nữa thì máy quạt nó chạy nhanh mất hết tất có thể. Nhấn nó cái dừng. Cái đèn hiển thị này thì các bạn có thể đổ thêm vô để cho nó biết, mình biết hiển thị là hiện tại đã tốc độ nào vậy thôi, cho đẹp thôi chứ không có gì hết. Tốc độ 2, tốc độ 3 nó chạy nhanh hơn một xíu. Đó, bây giờ mình sẽ giải thích nguyên lý hoạt động của cái đây nha. Mình bấm dừng. Con IC 4017 này á thì nó có 15 chân. 15 chân từ chân số 1. 15 chân. Số 1 lên chân 15. Ở đây cái chân 10 em tắt cái. Cái chân 14 này á, chân 14 này là để mình đưa tín hiệu vào. Thì mình kích tín hiệu vô thì nó sẽ hoạt động cái con tương tự tương quy 0 này, cái quy 9 này. Còn chân E này á là cái chân để cấp phép cho IC hoạt động, là mình luôn nối xuống mát. Đó. Còn cái chân 15 này là chân reset. Thì mình cấp tín hiệu vô mất 1 là xin nó reset lại cái toàn bộ từ Q0 tới Q9 này. Còn cái chân CO12 này á là chân để nó nối sang một IC khác. Ví dụ như mình xài hết 10 cái chân này đi, từ Q0 đến Q9, mình muốn chuyển sang một cái tín hiệu này của con này sang một con IC khác, thì mình sẽ nối chân này vô con IC khác, là mình nối chân 12 này vô chân click này của con IC thứ hai, là nó chuyển động rồi. Còn cái mạch này nó hoạt động theo thứ tự từ Q0 tới Q9, có nghĩa là mình kích vô lần đầu tiên mình cấp nguồn cho nó thì sẽ Q0 này nó sẽ có tín hiệu. Chúng mình giải thích tại sao mình không gắn vô Q0 này mà quấn Q1. Mà khi mình click vô này thì mình cấp điện cho nó ban đầu vô thì con cái chân Q0 nó sẽ hoạt động trước. Mình chưa có nhấn hết nó vẫn hoạt động nha. Đó. Thì mình nhấn một cái này nữa thì Q1 hoạt động, Q0 tắt.
đó, nó chạy thứ tự theo từ 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 quy không tới quy chính như vậy đó. Nên mình giải thích nguyên lý là tại sao mình không ngắn gắn như quy không mà quấn như quy một. Bởi vì sao? Khi mình cấp được điện cho bắt nguồn lên thì cái quy một quy không nó hoạt động mất tiêu, nên máy quạt nó sẽ hoạt động luôn. Mình chưa nhắn gì mà máy quạt nó hoạt động rồi, vì vậy đó nên mình không gắn quy không mà quấn quy một. Để sao? Để khi mình gắn vô mình bật điện lên thì quy một nó quy không hoạt động, mà quy một hoạt động này mới gọi hoàn toàn hoạt động, nên mình chỉ nhấn nút một một cái này thì nó sẽ chuyển từ quy không xuống quy một thì mới gọi quy quạt máy quạt mới bắt đầu hoạt động. Có như vậy đó, nên mình quấn quy vào quy một và quy hai và quy ba và quy bốn là mình nhấn một khi nó tới số 3, quy 3 thì mình nhấn một cái quy 4 thì quy 4 nó sẽ có tín hiệu ra tín hiệu mức số 1 mà mình nối vô vùng điều chỉnh reset, nên nên nó tạo ra reset lại cái mạch cái con CC này, nó chạy lại nó quay lại chế độ ban đầu nó không hoạt động. Chứ nếu mà mình nhấn vô mình nối con, nếu mình dùng nhiều cấp độ có thể các cấp độ từ 1 2 3 4 5 tới cấp độ 9 lần, mình muốn bao nhiêu cấp độ cũng được. Nhưng hiện tại mình chỉ dùng cấp độ của 3 cấp độ thôi, nên mình dùng từ quy 1, quy 2, quy 3 tới quy 4 thì mình reset lại chế độ ban đầu. Nên các bạn thấy tại sao là khi mình nhấn quy 3 xong, nhấn lần thứ 3, nhấn lần thứ 4 thì nó sẽ tắt hết toàn bộ, bởi vì nó quay lại chế độ ban đầu á. Còn tín hiệu ra như thế này thì nó cũng đơn giản, bởi vì mình nối nó có một con BT để nó tăng cái tốc độ của cái tăng nhầm điện lên. Con tín hiệu ra của con IC này chỉ là tín hiệu thôi, chứ không có cái, không phải là một cái mạch để nó dẫn con hoạt động của con motor này. Vì motor này mình phải nối vào con transistor để nó giống như một cái khóa vậy, khóa điện để nó đóng nắp trên dẫn nó tải cái motor này nó tốt hơn. Đây là mình mô phỏng nên mình gặp dụng ba con motor. Nhưng nếu mà mình làm bằng thực tế á, thì các bạn dùng một motor thôi, mà một motor và nối gộp mình bằng cái cắt hai cái chân của motor, bằng nối lại vô bằng nối vô hai cái đầu ra này, ví dụ một chân hai chân yên motor này bằng bằng nối vô chân 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 C của quy một này, chân C quy hai này, chân C quy ba này. Đó. Cái đó là chân thứ nhất á. Còn chân thứ hai của motor thì bằng nối xuống xuống mát đây, ở đâu nối lên dương cho mình, mà nối lên dương ba chân, cái chân thứ hai của motor bằng nối lên dương. Còn chân thứ nhất thì bằng nối vô chân C của quy một của hai cái ba nói chung vô nha. Còn chân E thì bằng bằng nói chung lại vô chân xuống mát xuống âm á. Còn mình hay giải thích nguyên lý tại của cái này, của bên bên nhắn này, cái điện trở này á, 10 kg này á, là để nó chống nhiễu cho cái nút này. Nếu mà lỡ bằng bằng nhắn mà cái nút nó có vấn đề, nó chập, nó không tốt, tiếp xúc không tốt thì nó có thể rò rỉ điện. Rò rỉ điện này nó sẽ nên đôi lúc nó rò rỉ điện ở đây, mình không nhắn mà mình cứ như mình nhắn đấp một cái mà nó đấp hai cái thì motor nó sẽ nhảy 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 liên tục. Nên mình bằng nối phần cần phải nối nối lên nguồn để nó triệt tiêu cái dòng mát này đi, tiêu cái dòng mát này để nó không không bị nhiễu, nó không bị nhiễu của cái nút này. Còn còn cái bộ phận tụ này với con điện trở này thì để là để chống dội cho chống dội ngược lại cho cái nút này thôi. Chỉ bằng cách đúp một cái thì cái tụ nó xả ra thì nó sẽ hoạt động. Nó cũng tương tự như cái này mà nó cái vật đây nó để chống dội ngược lại, nó đơn giản vậy thôi. Ứng dụng này mình tìm hiểu nhiều rồi nhưng mà hình như không có ai hướng dẫn cả, nên ngồi mình nghĩ là còn cái bốn con điện ba điện trở kéo lên này để mục đích làm
tăng cái điện áp cho cái dòng dòng con transistor này thôi. Giống như bạn nối nối led á, mà bạn có điện trở kéo lên đó, lên dương đó, thì led nó sẽ sáng hơn so với không có điện trở kéo lên. Mục đích của nó là như vậy đó, nhìn nó rườm rà như vậy, nhưng khi bạn nối vô thì nó không có rườm rà gì mấy, chỉ cần hàng mấy chân cơ bản thôi rồi đi chi lại. Còn con led này thì các bạn có thể nối vô thì không nối, hiện tại hình như là nó có vấn đề bị sụt áp hay sao, nên mình nối vô á nó sáng mờ 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 cái gì á, nên khi mạch thực tế mình sẽ chỉnh lại. Hôm nào mình sẽ làm mạch thực tế một lần nữa, mình quay lên cho các bạn coi. Đó, đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình sẽ test lại nha. Bạn sẽ mô phỏng lại. Cái mạch này thì người ta ứng dụng nhiều rồi, người ta đã sản xuất đại trà rồi, nhưng mà mình cái sơ đồ mạch trong đó thì nó rườm rà, nó phức tạp lắm. Nhưng mà nghĩ nó tương nó cũng như vậy thôi. Dùng linh kiện nhỏ thôi, nhưng mình không thấy được. Mình mô phỏng lại. Ban đầu giờ này bạn có thấy không? Mới khởi động là chân Q0 nó đã hoạt động rồi. Nên nếu mà bạn nối vô Q0 thì một cái máy quạt nó chạy liền, nó không, mình chưa kịp nhấn nó chạy rồi. Nên mình sẽ nhấn, mình nối xuống Q1, Q2, Q3 và Q4 là chân reset. Mình nhấn một cái, máy quạt chạy. Chạy chậm mức thứ nhất, còn tốc độ chậm hay nhanh là bạn phụ thuộc vào cái chân con R này, các bạn con R3 này, R4, R5 này, bạn nối cái điện trở bao nhiêu thì motor nó hoạt động bao nhiêu. Bạn muốn chạy yếu thì nó nối điện trở mạnh lên, nối điện muốn cho motor chạy mạnh đó, thì bạn nối cái điện trở thấp lại. Đó, nhấn một cái nữa nó xuống tốc độ 2, tới tốc độ 2 nó chạy mạnh hơn một tí, một xíu. Nhấn một cái nữa thì tốc độ 3 thì máy quạt chạy mạnh hơn một tí nữa. Bạn thấy nó nhảy này, nó nhảy từ Q0 tới Q1 nào. Đó, nhấn một cái nữa nó xuống Q4, nó reset lại. Đó, máy quạt dừng. Đơn giản vậy thôi, không có gì phức tạp hết. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Khi nào các bạn làm được á thì chia sẻ cho mình với mình xem thử kết quả như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.